Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho cơ sở sản xuất lưới bẫy chim đêm bên em gửi một lời chào và lời chúc sức khỏe an toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc. Thì ở nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin tổng hợp tất cả những cái mẫu lưới bẫy chim dành cho anh em đam mê. Đi chi tiết về từng cái mẫu lưới bẫy chim để cho anh em cùng tham khảo. Đầu tiên là về cái mẫu lưới bẫy chim ngày nhé. Bẫy chim ngày thì nó có mẫu lưới bẫy chào màu cũng như là bẫy chim sẻ, chim di, chim vành khuyên. Thì ở đây là cái tay lưới bẫy chim chào màu này các bác này. Cái tay lưới chào màu này thì bên cơ sở em là sẽ đóng vào một cái túi như thế này cho anh em này, để cái thứ nhất là gọn, cái thứ hai nữa gửi về cho anh em sử dụng nó rất là dễ. Lưới chào màu thì sử dụng mắt là 4 phân, đấy sợi lưới là sợi lưới 11, chiều cao là 6m, chiều dài là 20 đến 30, đấy là tùy khi anh em đặt hàng. Còn về cái lưới đánh chim khuyên ấy, lưới đánh chim khuyên thì nó là mắt 3 phân. Đấy, mắt 3 phân thì anh em sử dụng là đánh chim sẻ này, chim khuyên này, chim sẻ, chim khuyên, chim di. Đấy, di lâu, di đen này anh em đều có thể sử dụng đánh được. Và chiều dài của nó cũng có từ khoảng khổ là 20 đến 30 mét. Đấy là những cái khổ đặc trưng đấy, khi anh em đặt hàng. Còn về những cái khổ dài hơn ấy, thì đối với đánh những con chim nhỏ này, anh em đánh những cái khổ dài thì nó sẽ không hiệu quả, bởi vì cái lưới nó rất là võng. Đấy, khi chim nó đâm vào cái độ nó lẩy ra nó rất là cao. Đấy, một là cơ sở làm lưới bẫy chim chuyên nghiệp rồi, đâm ra là những cái mẫu lưới nào nó ưu điểm, đấy, làm như thế nào ưu điểm thì là bên cơ sở là sẽ phục vụ anh em làm y như thế. Đấy, chứ không có mà làm dài ra thì khi anh em về anh em đánh nó không được thì lúc đấy anh em lại trách cơ sở như thế này. Đấy, nhưng mà cơ sở là sẽ chia cho anh em là khoảng là 20 cho tới là 30 mét nhé. Tiếp theo thì xin giới thiệu tới anh em là về tay lưới đánh chim mắt đỏ. Thì ngày hôm nay cũng là ngày 15 âm lịch rồi, tháng 9 năm 2021 thì thường thường là tầm khoảng 20 đổ ra. Đấy, 20 âm lịch đổ ra là anh em bắt đầu chiến đấu rồi. Về cái lưới đánh chim mắt đỏ ở đây thì nó sẽ có hai khổ, một là khổ 50 và một là khổ 100. Đấy, khổ 50 để em bới thế nào. Đấy, khổ 50 nó chạy đâu đây rồi. Đấy, thì cứ giới thiệu cho anh em trước là về khổ 100. Về khổ 100 này thì sẽ chia cho anh em là 5 cặp. Đấy, 5 cặp và mắt của nó là 4/8. Ngoài đánh chim mắt đỏ ra thì anh em sử dụng cái lưới này đánh chim mắt xéo cũng như là đánh chim quốc hoa ấy. Đấy, nhiều nơi gọi là con quốc hoa, còn đa số anh em gọi là con tràng nghịch. Đấy, thì anh em sẽ chung một cái khổ lưới này để đánh. Về bãi đẹp thì thường thường anh em sẽ sử dụng là 200m để đánh hai đầu. Đấy, đánh hai đầu, hoặc là anh em sử dụng bãi nó xấu xấu hẹp hẹp một chút thì anh em có thể là sử dụng là hai tay 50 để đánh chặn vào. Giá cả của nó thì nó cũng bình thường, nó rơi vào vài nghìn đồng trên một mét lưới như thế này anh em này. Đấy, còn về lưới mắt đỏ này, về cái chiều cao của nó ấy là 150 mắt, sợi 13 anh em nhé. Sợi 13 đó là cái sợi chống trèo, còn 5 diềm 4 túi. Đấy, tất cả những cái mẫu lưới bên cơ sở nhà em là đã chia khoang, chia cọc, làm túi cho anh em hết rồi. Đấy, thì anh em về anh em chỉ việc sử dụng đánh thôi. Còn tiếp theo thì về cái tay 50. Đây, để em bới, em tìm tay 50 em vừa đắt ra. Đây, tay 50 bên đây. Đấy, giới thiệu chi tiết cho anh em luôn. Về cái tay 50 đây anh em này. Tay 50 thì nó sẽ có 3 cọc, còn về sợi lưới thì nó vẫn thế thôi. Đấy, 3 cọc và cũng đã làm diềm, làm túi cho anh em hết rồi, chia khoang. Và anh em chỉ việc ra lưới anh em đánh thôi. Đấy, đấy là một cái tiện lợi của anh em khi mua lưới ở cơ sở nhà em. Còn về cái chất lượng lưới cũng như là cái chất lượng mà cái thuốc nhuộm để tạo ra một cái bộ lưới như thế này thì bảo hành cho anh em luôn. Đấy, một bộ lưới như thế này thường thường là đánh sẽ là hai vụ không bị phai. Đấy, hai vụ không bị phai anh em nhé. Lưới thì nhuộm được rất là nhiều thuốc. Còn về cái sợi lưới mắt đỏ này, đấy, chọn lựa làm sao mà nó cho nó chuẩn, anh em sờ vào thấy nó bông tay. Đấy, bông tay như thế này là đánh được này. Còn mắt lưới này thì đối với cái con mắt đỏ thì anh em không nên dùng những cái lưới đắt tiền. Đấy, lưới đắt tiền thì thứ nhất là thịt ít, cái thứ hai nữa là nó sẽ không bảo hành, nó sẽ không có sợi 13 đâu. Đấy, ít nhất nó phải sợi 15 đến sợi 16. Thì cái lưới đấy thì anh em đánh thì đa số, đấy, khẳng định cho anh em là 10 con vào thì ít nhất là tầm khoảng 9 con, 8 con nó trèo ra, còn may ra thì được 2 con nó đóng lưới. Còn lưới này thì tỷ lệ vào 10 con thì chỉ mất 1-2 con nó trèo ra thôi. Để trèo ra thì ở ngoài thì anh em bắt được. Đây, lưới đây anh em này. Đấy, còn hàng thì tất cả anh em mua hàng từ lưới loa bên cơ sở em thì anh em đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đâm ra là anh em yên tâm. Đấy, tất cả mọi thứ bảo hành thì bên cơ sở đều lo hết cho anh em rồi. Còn tiếp theo thì là về lưới đánh chích này. Hiện tại thì chích và sâm đấy, đang đi rất là mạnh, thì anh em hay sử dụng cái lưới cho mình là 8 phân. Đấy, lưới chích thì nó sẽ có cái loại là sợi 18 đấy, đến sợi 20 thì anh em đánh tổng hợp đánh cả sâm rồi. Đấy, sợi 22 thì nó thô quá, đánh hơi khó anh em. Đấy, lưới 8 phân đó. Lưới 8 phân này thì cũng được làm bằng cước tàu, nhưng mà nó là cái loại tàu xịn anh em nhé. Đấy, nó không phải là sinh pha hay hải lợi, nhưng mà đảm bảo cho anh em là lưới nó tốt ngang ngửa luôn. Đấy, giá cả nó rẻ được vài trăm nghìn so với 100 mét lưới nha anh em nhé. Đấy, anh em mua thì chọn lựa. Đối với anh em nào mà đặt hàng mua hàng ấy, trên tất cả những cái mẫu lưới này thì anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở góc màn hình video.
Đấy, anh em điện đến cơ sở bên em là sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Đấy, rất là kỹ lưỡng luôn. Khổ 50 và khổ 100 thì nó chia cọc như cái mẫu lưới kia thôi. Đấy, lưới 5 diềm 4 túi này sẽ chia cọc. Còn về chiều cao của nó thì nó là 100 mắt. Đấy, 100 mắt. Đấy, nó có sợi 20 và sợi 18. Đấy, anh em nào đánh cuốc, cuốc nó chéo ác thì anh em sử dụng sợi 18. Còn đánh sâm thì anh em sử dụng sợi 20 là khá là ok rồi. Còn về tiếp theo thì xin giới thiệu tới anh em là về lưới rẽ run. Đấy, lưới đánh chim rẽ run, mỏ nhác nhác hoa này anh em này. Đấy, về cái lưới này thì mắt của nó là mắt 8 phân. Đấy, nhưng nó là mắt ngang. Còn lưới đánh chích thì nó là mắt dọc anh em nhé. Đấy. À, cái lưới này mắt dọc này, còn lưới đánh chích là mắt ngang. Đấy, cũng được làm diềm làm túi hết rồi. Đấy, chia khoang chia cọc. Đấy, nó có tay 50 và 100. Đấy, cái lưới này thì nó chỉ chiều cao của nó chỉ có 75 mắt thôi nha anh em nhé. Đấy, 75 mắt và cái sợi lưới của nó là sợi 15. Đấy, còn 50 mét vẫn chia cho anh em 3 cọc và 100 mét thì vẫn chia cho anh em 5 cọc để về anh em sử dụng anh em đánh. Đấy, một video thì cơ sở làm lưới bẫy chim đêm lớn nhất miền Bắc xin tổng hợp cho anh em tất cả những cái mẫu lưới đánh chim đêm. Đấy, đối với anh em nào mà có nhu cầu mua thì anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, ngoài bán lưới bẫy chim đêm ra thì bên cơ sở em là bán tất cả những phụ kiện dùng để đánh chim đêm. Đấy, một video thì cũng xin giới thiệu tới anh em đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.